Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo tài khoản iMobile cho điện thoại. Đối với điện thoại Samsung, Sony thì chúng ta sẽ vô CH Play để tải phần mềm iMobile. Còn đối với điện thoại iPhone thì chúng ta sẽ vô phần mềm App Store để tải phần mềm iMobile các bạn nhé. Thì đây là trước mặt như đấy là cái điện thoại so Samsung các bạn. Thì chúng ta sẽ vô CH Play để tải phần mềm iMobile các bạn nhé. Đây, phần mềm iMobile này các bạn. Rồi, chúng ta sẽ ấn cài đặt nhé các bạn nhé. Nhớ là đối với điện thoại Samsung và Sony thì chúng ta sẽ vô CH Play để tải. Còn đối với điện thoại iPhone, chúng ta sẽ vô App Store để tải iMobile. Nó sẽ có cái icon như thế này các bạn nhé. Rồi, chúng ta ấn cài đặt. Rồi chúng ta đã tải xong rồi các bạn, chúng ta ấn mở nhé các bạn nhé. Rồi, chúng ta đã cập nhật chính sách bảo mật thỏa thuận, chúng ta ấn chấp nhận. Chúng ta để bình thường camera cần được quyền đây, ấn lưu trữ sử dụng bình thường nếu có quyền các bạn nhớ ok. Đã hiểu. Chúng ta ấn từ chối. Mà muốn kép hội nhập chúng ta các bạn. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tạo tài khoản trên iMobile các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đăng ký cái tài khoản này các bạn nhé. Đăng ký, thì chúng ta nhấp vào đăng ký này các bạn. Rồi, ấn tiếp theo. Rồi, bây giờ mật khẩu thì chúng ta sẽ ấn cái mật khẩu của điện thoại mà chúng ta cần đăng ký vào và mật khẩu của mình các bạn nhé. Rồi, sau khi mà chúng ta ghi số điện thoại của mình vô và chúng ta cài đặt cái mật khẩu của mình ấy, thì chúng ta ấn hoàn tất nhé các bạn. Rồi, chúng ta chất vào, tôi đã đọc và đồng ý nè các bạn. Rồi, ấn tiếp theo. Sẽ gửi cái mã xác minh hình ảnh nè các bạn. Chúng ta sẽ nhấp vào nhé. WREH. Rồi, ấn OK. Rồi chúng ta tiếp theo. Rồi nó sẽ gửi về cho số điện thoại. Mã của nó là 652444. 652123. Rồi ấn tiếp theo. Rồi chúng ta đăng ký thành công rồi đó các bạn. Đăng ký nhận bản tin tài khoản của bạn đã được tạo thành công. Đăng ký nhận bản tin qua email của chúng tôi nhận khuyến mãi. Rồi, xong rồi đó các bạn, chúng ta đã tạo tài khoản xong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vô là chúng ta sẽ dấu cộng này để ẹp cái phần camera và điện thoại. Thì đây là xong rồi, cái phần mà, bước mà chúng ta đã tạo tài khoản OK rồi nhé các bạn. Thì bạn cứ làm theo để tạo cái tài khoản này. Sau đó thì chúng ta muốn kết nối với con camera thì chúng ta chỉ cần ấn dấu cộng và quét mã QR trên con camera, làm từng bước là các bạn có thể ẹp con camera trên điện thoại rồi đó các bạn. Thì bất cứ một cái thắc mắc gì về camera ấy, mà các bạn muốn kết nối các bạn không biết thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với Như sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để bạn các bạn có thể hoàn tất về việc kết nối cũng như tạo tài khoản cũng như là coi camera của mình trên điện thoại được các bạn nhé. Bất cứ một cái thắc mắc gì về camera cũng như là kết nối các bạn cứ liên hệ trực tiếp với Như sẽ tư vấn cho các bạn một cách tốt nhất, tỉ mỉ nhất để các bạn an tâm phần nào khi lựa chọn camera, mua camera về tự lắp các bạn nhé.